đoàn chúng em là đã đến nhà máy mì Vedan, bột ngọt Vedan. Này là được 57,2 km. Hết 8 giờ 6 phút. Đưa máy bảy sao thì ở đấy là... chạy nhiều á là nó nhiều khi nó hay quên. Thực ra là 5 cây số nghỉ một lần. Còn 2 cây số rưỡi nếu mà mệt thì nghỉ thêm cũng được. Nhưng mà điểm nghỉ chính là 5 km. Có đội hậu cần chờ sẵn ở 5 km. Ok. Anh có thể giới thiệu đội hậu cần không? Đây, xin giới thiệu đội hậu cần. Anh Minh cấp nước rồi đến hỗ trợ đông cây rồi dừng lầm để coi anh em cần gì thì mình sẽ hỗ trợ. Hồi nãy thấy anh ấy hứng chí anh còn xuống anh chạy nữa kìa. Đây hai thanh niên, hai sinh viên ưu tú của Học viện Bưu chính Viễn thông. Cực kỳ kinh nhỉ. Mặc dù là mai thi nhưng mà hôm nay vẫn đi. Ủa mai thi à? Không có. Mai nghi chủ nhật chị. Mai nghi. Mai dỗ tổ thôi mà.